Đau lắm á. Đứng lên mẹ xem nào. Ở chỗ này á. Đây á. Chào quá. Đi nhá. Thế mẹ đi tìm chim rau về trồng nhé. Lấy thì lấy luôn cái này bác ạ, bác nhổ này, bác nhổ đi chứ không gì. À còn thằng bé đi theo nữa à? Rồi thế thì cháu lấy luôn cái này đi, lấy để đưa cho con rồi. Con đừng lấy cho mẹ nhé. Tốt quá bác nhỉ? Nó cũng không tốt lắm đâu nhưng mà trồng thì cũng được. Rồi cháu lấy về trồng thì cứ lấy về trồng. Cái rau dền này nó to lắm cháu ạ. Ừ bác lấy về bác trồng trước, trồng nó cây nó to cao. Lấy bằng này được không chưa cháu? Rồi được rồi bác. Được thì đấy, lấy cái này trước thì tí bác nhổ sau. Vâng, cháu cảm ơn bác nhá. Còn cả thằng cò nó đi theo tí nó lại khóc. Thế thì cháu lấy đi tí bác nhổ sau. Cháu cảm ơn bác, cháu về luôn đây ạ. Cháu về ra về trồng. Cháu cảm ơn bác nhá, cháu về đây ạ. Thì cháu lấy về trồng đi. Đâu rồi bác ơi?
đi đâu rồi nhỉ? Ở đâu? Mẹ vào thật sâu về nhá. Vâng ạ. Nhưng qua con đi phải cắt. Có. Con thấy cái gì cơ? Cái này nè. Cái này nè. Tí nữa tắt nhá. Xế. Thôi à. Con mệt. Con làm việc. Con làm việc á? Con làm việc gì cơ? Con đổ nó ra nó bị ấy hết rồi này. Mẹ nói liềm con nhiều mà. Mẹ có làm gì con đâu. Có mà. Mẹ ý không vẽ được. Ý à, úi vẽ quá. Mẹ. Trời ơi, mẹ còn chơi với ai?
Con chơi với mẹ. Chơi một mình à? Thế á? Vâng. Thích thế á? Vâng. Ghê gớm nhé. Vâng. Hay là con đào trong này quá. Đấy con thả đi, con thả một hố hố này cho mẹ nhé. Đây nữa à? Đúng rồi, giỏi thế còn gì. Biết giúp mẹ rồi đấy. Còn lớn nữa mà. À, lớn rồi á. Làm sao mà biết được? Biết mà. Biết. Cho đất ra đi. Cho đất vào lấp 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 xuống. Giỏi quá. Em bé nhà mình lớn thật rồi. Ok. Đúng rồi. Không làm ở đâu nữa. Hết rồi, để mẹ quốc đã không. Em một cái nhá. Con nhớ. Đấy, thả vào đi. Con nhớ lấy cái răng quá. Tí này khác chồng, con cứ thả xuống. Con làm được. Đây con đi thả cây cho mẹ nhé. Đây này. Dễ ơi, con mới biết làm á. Con lấp đất xuống thế này này. Về đây mẹ bảo ớt đừng rỗng lên đấy nữa. Con này mẹ vừa trồng á. Vâng ạ. Con này con vừa trồng. Đấy con lấp. Đây là con đấy. Đây là con. Về đây mẹ này, về đây mẹ bảo này. Ừ. Đây mẹ bảo trồng cây này này. Trồng cây này rồi. Đấy. Đấy, lấp lấp đất vào thế này. Ngồi thế. Lấp lấp đất vào như thế này này. Là nó sống thôi. Đây. Đây. Như đây. Không làm nữa à? Khó lắm. Có mà. Con chỉ được cái phá của mẹ chứ làm cái gì. Con là người ăn trộm cướp đồ của em Châu ấy. Hả? Hư thế. Nó ngồi to to mượn con ấy. Mẹ mẹ, dạ. Con này con không dẫn mà nó đổ. Vâng, nó bị nhéo đấy, mai nó không dẫn. Mẹ mẹ, con này con này có dẫn đông mà. Nó rủ. Ừ. Chia vào xuống. Thì tí mẹ quãi rau lên đấy. À. Bây giờ con rỗng nó chẳng hẳn hết à. Mẹ mẹ nhìn con này. Ừ. Đừng đổ, đừng nằm như nấy bẩn. Mẹ mẹ như kiểu con làm giống bông giống các cây tam thẳng. Thế á? Vâng. Thế bị ngã có đau không? Không. Giỏi thế á? Bị ngã mà không đau luôn. Úi, úi. Em, con đi tuột tay con đi. Tại vì con đi đau tay. Thế á? Con phải cẩn thận chứ. Úi. Con đừng có ngã nữa. Bẩn hết quần áo rồi, không có quần áo mặc đâu đây. Để tí về thấy. Thấy như nào thì mẹ mẹ bẩn cho các bà cầm sách đi. Nhá. Cầm sách con á? Có. Ok. Quý, quý, quý. Lại bị sập mông xuống dưới. Khi thì bị sập. Sập cả tay. Quý, 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 quý. Lại bị. Rơi, quý.
bông hoa về tí ra nhá. Con tháo ra làm gì? Chơi. Con nhổ rau của mẹ lên làm gì? Ô. Đây là hoa bông hoa về tí này. Có đây. Đừng có nhổ rau của mẹ nhá. Không. Con biết rồi. Con biết rồi á. Tôi đừng tin. Con vào nhà xem thấy bà về chưa? Để bà lấy hạt rau cho mẹ nào. Đi không? Vậy. Vâng. Con vào xem bà về chưa nhá. Vâng. Chưa mẹ ơi. Thế thì làm thế nào nữa? Thì làm thôi. Làm thôi. Chắc bà đi làm về được. Đi đâu rồi? Mai. Đi vào xem giống rau bà để đâu này. Ờ, đừng dẫm lên đấy nữa con. Xíu xíu này, này nó mọc lên đầy rau. Hà bị tí 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 á. Rồi đứng dậy làm mẹ xong rồi để đi về nào. Cắt cỏ chung thi. Giờ tôi uống nồng. Đi về mới mua được. Thôn mày trả lời nghe số mấy? Cơm nhá. Nấu cơm cho em bé ăn nhá. Bây giờ lâu ra con quán ở xa lắm. Mẹ ơi. Mẹ ơi, làm gì đấy? Chào chị ạ. Đang lửa. Chị đi làm về à? Ừ, chị đi làm về. Yeah. Em đến đây lâu chưa? Dạ, em cũng về ở với ba được mấy hôm rồi chị ạ. À? Em về đây em tưởng bà ở một mình, xong bà kể bảo có chị nữa. Chị đi làm Hà Nội. Dạ. Chị về lâu không hay là về không hẳn? À, chị xin phép về mấy ngày về bẻ ngô thôi. À, về bẻ ngô xong qua lên với bà. Mẹ hình nhà tôi hái nhẹ. Tôi thường hết nhà là. Bà cũng không
khỏe hơn thì rồi chị ạ. Thì hoài lộn thè, hên thè. Cái gì mình tu đi nhỉ? Hên nhà nó mình tu đi nhỉ? Mình tu. Mình tu ạ. Coi mình tu với cái gì mình chia hồi. Cái mình để chia hoài đi ạ. Mình dẻo chia hoài đã tông một ruộng. Thì ở với bà không hay là chị chỉ về chơi mấy hôm thôi? Chị về chơi mấy hôm thôi, chị lại đi rồi. Em không có nhà ở nhà. Em vào đây em xin bà ở mấy hôm. Nhà cũng thật trội thôi, nhưng mà chị cũng sắp đón bà đi rồi. Lại không ai ở nhà đâu, nhưng mà xem ở 1-2 ngày thì em ở được 1-2 ngày thôi, xong rồi đi đâu thì chỗ nào đi thì em cứ đi. Đi với con. Con đi đón đi mẹ, đi với con mấy ngày. Thì bà đi thì cháu cũng không ở đây một mình được đâu. Cháu cũng phải đi thôi. Mà chỗ của lừa mới vô lừa là càng cấp từ lúc này về hết thuê kiểu bàn. Nếu bà đi thì con cũng đi thôi. Mì tiền đúng không? Chị với bà ngồi đây nói chuyện nhé. Để em đi nấu canh. Chờ với bà, với bác đi. Đây. Mình bệnh viện rõ. Mình bệnh viện mình khám rõ. Mình ở những lầu. Mình chỗ chỗ. Mình phải chỗ. Vẫn thể. Nhỏ nhè. Mình làm hết cái ép điểm lại á. Mình làm. Mình làm ở bên ngoài. Mình làm như cảnh. Mình làm như vậy. Mà tập phải cái chỗ. Phải nhà em phun cho cỏ cho xong cho tài. Cho cỏ giống tài thì càng tài. Cho cỏ ra xì cỏ. Tại kia mày là như nòm cửa nòm nòm cửa nòm nòm như chỗ. Cho những tài. Mày giờ tài. Cỏ ấn lộ. Những tài cơ thể. Này chị về là chị đưa bà theo à? Ừ, chị đưa bà đi theo mấy ngày. Bà ở đây cũng hay ốm ấy. Bà nhà con nấu canh ăn cơm. Hôm nay chị với bà. Ừ. Bà đang ốm, bà bảo là bà ở một mình thôi, vì đây ở với bà cho bà có bạn. Để ở với bà được mấy ngày rồi chị ạ. Cảm ơn bà, không thì hai mẹ con em cũng không biết đi đâu nữa. Thì mấy hôm nay đón bà đi mấy ngày này chị thấy em chắc cứ ở đây là chắc buồn, là được rồi em đi tìm chỗ ở. Em cũng, ta bà cũng buồn lắm, nhưng mà bây giờ bà đi rồi ở một mình thì em cũng không ở được. Bà đi với chị là em yên tâm rồi. Ở một mình bà cũng hay ốm. Chị cũng đi lâu kiểu muốn đợi bà đi mấy ngày. Con đói. Con đói á, con đợi mẹ nha. Mẹ đang nấu canh sắp chín rồi. Yeah.
hay thế con? Đi hả? Lâu lắm con gái không về với nhà bà nhỉ? Tối nay có con gái ngủ cùng đổ vào đây á. Không, trứng để con rán thôi. Rồi. Mơ đen thiên luôn bên em. Bé ơi, ngủ đi. Em đã thấy cả đời. Để những giấc mơ đẹp thiên luôn bên em. Bé ơi, ngủ đi. Em đã thấy cả đời. Để những giấc mơ. Chị về bất ngờ quá, ăn rau xanh tạm rồi. Con sẽ nào dạ. Ăn cái đấy rồi. Tí ngã nhé con. Mà em về bà cứ kêu đau bụng rồi. Nào chị đưa bà đi khám cái xem. Mai bà đi rồi, hai mẹ con mình lại chuyển nhà thôi. Con có buồn không? Mai bà đi nha, chào con khác ở nhà nha. Mai ơi, con đi rửa tay đi, xong là mình ăn cơm. Ăn cơm đi, chị ơi, về ăn cơm đi chị. Thịt cho con. Ăn trứng rồi bà. Bà ăn đi. Ăn đi. Nào, để ăn cơm cho bà có bạn. Ăn đi nha, ăn thật nhiều vào nha em bé nha. Chị về bất ngờ xong rồi không có đi chạy đi. Chị ơi, là tự nhiên á. Ngon quá, ăn đi. Con nuốt cơm đi con. Đấy, chú sao vào mắt mẹ bây giờ. Cảm ơn con ạ. Giỏi quá. Cái gạo này dẻo phết. Nó hơi khô. Cái gì vậy? Có gì nữa, nó dẻo mà. HD là. HD á?
ngon quá nhỉ. Ăn cơm bà cụ ngon quá. Mùi vụ chị được nhiều thóc không? Thích à. 4-5-3 là được rồi. Úi dồi ơi. Ăn là cá đi. Ăn trứng trước. Ăn trứng. Yeah. Đây cá đây, cá đây. Ăn. Thôi tối nay ngủ đây bà nhé. Ngủ với bác với bà nhé. Ăn nhiều vào. Mình lớn mới theo mẹ được nè. Đầy mồm rồi. Con nuốt đã nhỉ. Con nuốt đi. Đi chị ơi. Ờ, trứng đi. Bún đậm rồi. Phải đậm rồi. Bún đài lắm, phải đậm rồi. Phải đậm. Nào hả?